Ok, chào các bạn. Các bạn mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ quay trở lại với chương trình hỗ trợ các bạn học buổi sáng. Và hôm nay cô sẽ hỗ trợ các bạn với chuyên đề, đó là chuyên đề về cụm từ cố định. Bạn thân mến, với chuyên đề về cụm từ cố định là cái chuyên đề mà chắc chắn sẽ có trong thi, đúng không ạ? Và cái chuyên đề này cũng là một cái chuyên đề tương đối khó, ok? Chuyên đề này của chúng ta cũng là một chuyên đề tương đối khó. Và cái số lượng câu hỏi về cái chuyên đề này ở trong bài thi của chúng ta cũng gọi là tương đối nhiều. Ok. Các bạn thân mến, cái chương trình thủ sâu của cô cho anh về chuyên đề về cụm từ cố định này thì cô sẽ xoáy vào, cô sẽ nhấn vào những cái chuyên đề, cô sẽ nhấn vào những cái cụm từ mà có xuất hiện trong chương trình học phổ thông của chúng ta trước. Bởi vì theo như cái kinh nghiệm mà cô cho anh để ý, theo kinh nghiệm đấy thì cô cho anh này, theo những kinh nghiệm mà cô để ý qua đề thi các năm ấy ạ, thì cô thấy rằng là các bác bộ, các bác chỉ tập trung vào cái phần cụm từ cố định trong trình học phổ thông của chúng ta thôi. Tức là bác không cho những cụm từ quá là cao siêu, đúng không? Bác chỉ cho những cái cụm từ rất là phổ biến thôi. Vì vậy mà chúng ta sẽ cùng ôn một lượt toàn bộ những cái phần cụm từ cố định từ lớp 10 tới lớp 12 trong cả hai chương trình mới và chương trình cũ nhé. Ok, okay, chúng ta... Các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa ạ? Okay, các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Nếu các bạn sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào học luôn ạ. Okay, các bạn đã sẵn sàng chưa? Nếu các bạn sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào học luôn ạ. Trước khi vào bài, các bạn kiểm tra giúp cô xem là ánh sáng âm thanh có ổn không thì chúng ta bắt đầu vào học nhé. Chưa, những các bạn có tí nữa các bạn có phải đi học không ạ? Có bao nhiêu bạn là ở những tỉnh mà được nghỉ dịch ạ? Chưa, có bao nhiêu bạn mà ở những tỉnh là phải nghỉ dịch ạ? Rồi, ok. Cô chào bạn Anh Thư ạ. Chào bạn. Cô chào bạn Mai Chi. Các bạn thân mến, các bạn thấy, các bạn kiểm tra giúp cô xem là ánh sáng âm thanh có ổn không để chúng ta bắt đầu vào học ạ. Học luôn cô ơi ạ. Rồi. Tí nữa các bạn có phải đi học không ạ? Chợ để cô biết cân đối thời gian một cách hợp lý ạ. Mục tiêu của cô hôm nay là hỗ trợ các bạn chữa được tổng cộng là 30 câu. Nếu như chúng ta duy trì được mỗi một buổi chúng ta chữa được 30 câu thì chắc là cũng mấy buổi là chúng ta sẽ xong phần này thôi ạ. Ok, hôm nay em thi học kỳ à? Em vẫn phải đi học à? Em nghỉ dịch được 6 hôm rồi. Tức là có bạn, hiện tại bây giờ là sẽ có bạn nghỉ dịch đúng không ạ? Và có bạn vẫn đi học bình thường. Vậy thì chúng ta sẽ vẫn theo đúng lịch của mình nhé. Cô sẽ hỗ trợ các bạn chữa từ câu số 1 đến câu số 30. Và chúng ta học đến 6 giờ nghỉ. Ok, sẵn sàng chưa ạ? Rồi. Vậy là bây giờ chúng ta còn 40 phút để chữa được 30 câu của chúng ta. Ok, nào với câu số 1, em sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Nghe này, toàn bộ phần bài này của cô là về phần collocation, về cụm từ cố định nhá. Thì cô sẽ có như sau, cách để nhận ra đó là cái câu về... cách để nhận ra cái câu đó là thuộc kiến thức về cụm từ cố định. Đó là, bạn nhớ cô như sau, các phương án của nó đưa ra thường là đưa ra động từ và những cái động từ rất là đơn giản. Đấy là cách chúng ta nhận ra. Với câu số 1, em muốn biết được cái câu này là nhấn về cái cụm từ gì thì bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ contribution. Căn cứ cho cô bằng contribution thì cô sẽ có cái cụm từ cố định như sau. Cô viết cái cụm từ đó ra cho em nhé. Chợ người ta dùng cái động từ đó là động từ make. Ok, động từ offer. Chợ động từ make, động từ offer hoặc là động từ pay. Ghép với cái từ đó là từ contribution. Chợ ghép với contribution. Chợ to hoặc là towards. Ok, something. Nghĩa là gì? Nghĩa là có sự đóng góp, cống hiến cho cái gì. Chợ vậy thì theo cái cụm như vậy thì cô sẽ chọn được câu số 1 của chúng ta là ý B. Nhớ lại, người ta dùng động từ là make, động từ là offer, động từ là pay, ghép với từ contribution, to, giới từ đeo sau đó là to hoặc là towards. Ok, something. Nghĩa là có sự đóng góp, cống hiến cho cái gì, có sự đóng góp cho cái gì. Đó ạ. Rồi tiếp này cô sẽ có như sau, ngoài đi với giới từ to hoặc là giới từ towards ra thì cô sẽ có như sau, chúng ta còn có cái cấu trúc đó là sau cái contribution, nhờ nó sẽ là to doing something, đóng góp cho việc làm gì. Giờ cô phân tích từ cho em này. Cô có từ positive nghĩa là tích cực. Thế là cô có từ success nghĩa là thành công. Cô có từ project là dự án. Vậy là anh ấy đã có đóng góp tích cực cho thành công của dự án này. Vậy thì với câu số 1, cô chọn được đáp án của câu đấy là ý B. Ok chưa?
Rồi, bạn thân mến, cô đang chữa trang 99 của sách Trọng Tâm nhé, cuốn sách Màu Hồng Thơ Mộng ạ. Rồi, với câu số 2 thì sao? Cô hỏi I'm afraid, tôi e rằng, đúng không? Tôi không phải là một cái gì ạ? Rồi, cô có cái từ sau này, nhờ từ đấy có thể là mới với em, nếu mà mới với em thì em đánh dấu lại cho cô. Rồi, cô sẽ có cái từ đó là từ advertisement. Chứ với từ advertisement của chúng ta nghĩa là gì? Làm cái sự quảng cáo, làm cái bài tờ quảng cáo. Nó gì cả? Tuy rằng tôi không phải là, đúng không? Không thể làm quảng cáo tốt cho cái chế độ ăn kiêng đó được. Vì tôi thực sự, đúng không? Thực sự làm sao tăng cân. Vậy thì với câu này em sẽ căn cứ cho cô như sau này. Em căn cứ cho cô bằng on with. Ok, cô có cái cụm từ cố định như sau này. Người ta dùng put on. Ok, người ta dùng gain. Đi với with. Nghĩa là tăng cân. Được không ạ? Rồi vậy cô sẽ có là vậy thì giảm cân người ta dùng là gì? Chợ ngược với nó thì cô sẽ có giảm cân người ta dùng là ghép với từ weight giảm cân nhé. Vậy thì cô sẽ chọn được ở đây cô có on thì cô sẽ chọn được đáp án của câu số 2 là ý D. Xong chưa? Được không ạ? Rồi cô sẽ có cụm từ đó cụm từ put on weight là tăng cân. Đó ạ. Rồi tiếp này cô sẽ có như sau mở rộng ra cô có cái cụm như sau này. Chợ ngoài động từ là put on, động từ là gain, động từ là đi với weight ra thì cô còn có cụm như sau này, cô có từ watch. Ok, cô có từ control. Ok, cô có từ watch, cô có từ control hoặc là từ struggle. Nhớ cũng có thể đi được với gì ạ? Với từ with. Chợ cụm từ này của cô nghĩa là kiểm soát cân nặng. Đó ạ, kiểm soát cân nặng nhá. Rồi, xong câu số 2 chuyển cô sang câu số 3 của chúng ta. Chợ với câu số 3 sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Chợ với câu số 3 cô có như sau này. Cô có cái công thức là in order to cộng với verb nguyên dạng để mà làm gì? Đó không ạ? In order to cộng verb nguyên dạng để mà làm gì? Nó sẽ bằng với cấu trúc là so are to. Dạ, hoặc là to cộng verb nguyên dạng để mà làm gì? Chợ nó sẽ bằng với công thức là so that. Hoặc là in order that. Thì đằng sau nó sẽ cộng với một mệnh đề. Nghĩa là để mà. Vậy nên cô có increasing của chúng ta là verb in chứ không phải verb nguyên dạng thì ý đề sai. Chợ ý C cô có từ on purpose. Nhớ, cô có từ on purpose, chỉ mục đích. Đúng không ạ? Nghĩa là có mục đích, có chủ định. Vậy thì ý C của chúng ta không phải trong trường hợp này. Nhớ, cô có ý B hay sao? Ý B cô có cụm từ đó là cụm từ for fear, vì e rằng, vì sợ rằng. Ý A hay sao? Ý A cô cấu trúc là with a view to cộng với verb in. Với mục đích để làm gì? Vì với câu này cô sẽ có như sau ấy. Lưu ý này có cụm từ cố định ở chính trong đề luôn này. Cô có từ measure ghép với từ take. Chợ cô có cái cụm từ cố định đó là cụm từ take. Chợ ghép với từ measure nghĩa là có những biện pháp, đưa ra những biện pháp, đúng không ạ? Gì cả? Những cái biện pháp này được đưa ra với cái mục đích làm tăng cái lợi nhuận của công ty. Vậy thì cô sẽ cần một từ nghĩa là với lợi ích chứ không phải là vì e sợ. Vậy thì với câu 3 cô chọn được câu này của chúng ta là ý A. Đó ạ. Xong chưa? Với câu số 3 của chúng ta là ý A. Được không ạ? Xong chưa? Rồi, xong câu số 3, chuyển cô sang câu số 4 của chúng ta. Với câu số 4, em sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Chợ với câu số 4, em muốn làm được câu này, thì em phải chú ý cho cô bằng từ sau. Ừ, nha. Với câu số 4, em sẽ chú ý cho cô bằng cái từ đó là từ precaution. Chợ chú ý cô bằng từ precaution của chúng ta, nghĩa là phòng tránh, đúng không ạ? Cô có cái tính từ, đó là tính từ reasonable, nghĩa là hợp lý. Chợ, thế là gì cả? Chúng ta cần phải có những cái biện pháp phòng ngừa hợp lý để mà người ta dùng tu cộng vô nguyên dạng chỉ mục đích này để mà bảo vệ bản thân và gia đình. Vậy thì cô sẽ có như sau, cô có cái từ đó là từ precaution. Nó sẽ đi với cái động từ là gì? Giờ cô sẽ có cái cụm từ cố định kết hợp từ này, đó là từ take. Chợ ghép với từ precaution. Chợ có những biện pháp ngăn ngừa, biện pháp phòng ngừa. Đúng không? Vậy thì với câu số 4 cô chọn được câu này của chúng ta là ý A, đề phòng phòng ngừa. Rồi sau câu số 4 chuyện cô sang câu số 5. Chợ với câu số 5 em muốn biết được câu này sẽ đi về cụm từ là gì thì em sẽ căn cứ cho cô bằng từ sau. Em căn cứ cho cô bằng từ đó là từ prediction. Rồi, tiếp này cô sẽ có như sau it is difficult. Chợ it is difficult. Cô sẽ có it is difficult. To, đúng không ạ? Nó rất là khó để mà cô có từ accurate nghĩa là chính xác, nghĩa cô có từ prediction nghĩa là dự đoán, đúng không ạ? About về effect. Cô sẽ có từ effect đi với giới từ on tác động của, nghĩa. Vậy rất là khó để mà làm sao để mà có thể dự đoán chính xác được về tác động của môi trường. Vậy cô có cái cụm từ cố định, nghĩa cô có từ make ghép với từ prediction.
Nhỡ nghĩa là dự đoán. Chợ about something về cái gì? Chợ, vậy thì với câu số 5, cô chọn được câu này của chúng ta là ý C. Ok chưa? Sau câu số 5, chuyển cô sang câu số 6. Bạn thấy cô giảng như vậy có nhanh quá không ạ? Ok, cô thân mến, bạn thấy cô Trang giảng như vậy có nhanh quá không ạ? Nhớ, xong câu số 5, chuyển cô sang câu số 6 này. Rồi cô sẽ có như sau, cô có từ search đi với giới từ là for, đúng không ạ? Cô có từ search. Cô sẽ có từ search for nghĩa là gì? Tìm kiếm, nhận dịch là cái việc tìm kiếm ra một cái loại vaccine, nhận vaccine mới đấy sẽ là ưu tiên hơn so với những cái research. Cô sẽ có từ research là nghiên cứu về medical, về y học. Chợ other khác, chợ người ta dùng other cộng với danh từ số nhiều, nhận, hoặc là danh từ không đếm được nhé. Người ta dùng other cộng với danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được. Vậy thì ở trong trường hợp này người ta đang dùng other cộng với danh từ không đếm được này. Từ research tính bằng danh từ không đếm được. Yeah. Vậy thì với cái câu số 6 này em sẽ chọn được đáp án là ý gì? Em muốn làm được câu số 6 này em căn cứ cho cô bằng từ sau. Chứ em căn cứ cho cô bằng cái từ đó là từ priority. Chứ cô có cái cụm từ cố định như sau. Chứ cô có cụm từ đó cụm từ take. Vậy cô sẽ có là take priority. Chứ cô sẽ có cái cụm từ đó cụm từ type priority over something. Nghĩa là ưu tiên hơn cái gì. Vậy thì với câu số 6 cô chọn được ý C. Có cần cô cho anh giảng chậm hơn không ạ? Ok, cậu thân mến, cậu có cần cô cho anh giảng chậm hơn không ạ? Rồi, sau câu 6 chuyển cô sang câu số 7. Cho câu số 7 cô sẽ có như sau này. Chờ cô có cái cấu trúc, cái cụm từ như sau đó, cụm từ more interest in. Nghĩa cụm từ là more interest in nghĩa là gì? Nghĩa là quan tâm tới, nghĩa là thích về cái gì, đúng không ạ? Nghĩa là many people, rất là nhiều người quan tâm tới cái vấn đề là job satisfaction, sự thỏa mãn, đúng không ạ, trong công việc, hơn là việc kiếm được một lượng lớn tiền. Nhờ cô sẽ có như sau, cô có cái cụm từ đó là cụm từ, nhờ cụm từ large amount, nhiều cái gì đó, nhờ nó sẽ bằng tương đương với much, chợ nó sẽ đi với danh từ không đếm được. Vậy thì với cái câu này cô sẽ có như sau, kết hợp từ của cô sẽ chính là cái từ gì sẽ đi với từ money, nghĩa là kiếm tiền. Thì cô sẽ có như sau, cô có từ earn chợ ghép với từ money nghĩa là kiếm tiền. Vậy thì cô chọn được câu số 7 của chúng ta là ý A. Ok, cô sẽ có là earn hoặc là make money nghĩa là kiếm tiền. Ok chưa? Chữ nhanh hơn à. Rồi, xong câu số 7 chuyển cô sang câu số 8. Với câu số 8 cô có như sau này, cô phân tích câu trước. Chợ cô có cái cấu trúc là used to cộng với nguyên dạng nhá. Cô có cái cấu trúc đó là cấu trúc used to cộng với nguyên dạng diễn tả thói quen trong quá khứ, thường làm gì trong quá khứ. Nó sẽ bằng với công thức đó là công thức would cộng với vương nguyên dạng bằng với would cộng với nguyên dạng nhá. Diễn tả thói quen trong quá khứ. Thế này cô có cái cấu trúc đó là cấu trúc be used to cộng với verb in. Chợ diễn tả thói quen ở hiện tại. Chợ cô có cái cấu trúc nữa là cấu trúc be used to do something. Chợ be used to do something. Chợ cấu trúc là be used to do something. Bằng với cấu trúc là be used for doing something. Đúng không ạ? Nghĩa là gì? Được dùng để làm gì? Thế mà ở trong này cô sẽ có như sau này. Cô có cái cụm từ là a heavy smoker nghĩa là gì? Người nghiện thuốc ạ. Nghĩa dịch là tôi là một người nghiện thuốc lá. Nghiện thuốc lá rất là. Nhưng mà cô ta đã từng là một người nghiện thuốc lá rất là. Nhưng mà cô ta đã bỏ thói quen nó năm ngoái. Vậy thì với câu này em sẽ căn cứ cho cô ở kết hợp từ này. Em căn cứ cho cô bằng từ the habit. Chợ chúng ta có cái cụm từ như sau. Chợ cô sẽ có cái cụm từ là cụm từ kick hoặc là break. Chợ the habit nghĩa là gì? Bỏ cái thói quen. Chợ bỏ cái thói quen xấu nào đấy. Được không ạ? Tiếp này cô sẽ có cái cụm từ sau để xem còn cái chỗ nào cô viết này. Cô có cái cụm từ đó là cụm từ in the habit. Cụm từ là in the habit of something hoặc of doing something. Nghĩa là có thói quen làm gì. Nó sẽ tương đương, cô sẽ cụm từ là be in the habit of something, doing something. Nó sẽ bằng với cấu trúc, đó là cấu trúc get into. Chợ sẽ cấu trúc là get into the habit. Chợ the habit. Nghĩa là có thói quen làm gì. Ở thế này cô có cái cụm từ, đó là cụm từ out of habit. Nghĩa là gì? Nghĩa là hành vi. Nghĩa là gì? Hành động như bình thường. Rồi xong câu đấy chuyển cho cô sang câu số. Vậy thì với câu số 8 này cô chọn đáp án là ý B nhá. Đúng rồi. Sau câu 8 chuyển cô sang câu 9. Với câu số 9 cô sẽ căn cứ bằng anh. Sau này cô có từ got into nghĩa là gì? Rồi cô sẽ có là ngoài nghĩa. Cái từ get into nghĩa là đi vào. Đến đâu ra. Chợ nếu có nghĩa là bắt đầu một cái gì đó. Hoặc nghĩa là
nghĩa là có một cái thói quen gì đó, nhựa hoặc là thích cái gì đó, có ba nghĩa như vậy. Ngoài nghĩa là đến một chỗ nào đấy nha, đúng không? Thì nó sẽ còn có nghĩa là bắt đầu một cái gì đó này, đúng không? Hoặc là phát triển, hoặc là có một cái thói quen gì đó, hoặc là thích một cái gì đó. Vậy thì với cái này con sẽ dịch như sau, dịch là tôi đã nghiện thuốc, đúng không? Bởi vì làm sao? À, tôi đã bị nghiện ma túy, đúng không? Bởi vì tôi giao du với đám người xấu. Nhớ như sau, ở trước rồi người ta dùng từ đó là từ wrong, get with the people. Chờ, những cái người mà không đúng tức là người xấu, dịch như vậy, hiểu không? Vậy thì với cái gì cả? Tôi đã bị nghiện ngập bởi vì tôi giao du với đám người xấu. Vậy thì với cái câu số 9 chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý gì? Chờ, với câu số 9 chúng ta sẽ có cái cụm, đó là cụm từ hang around with. Chờ, cô có cái cụm từ đó là cụm từ hang around with, nghĩa là giao du với, chơi với ai. Vậy thì với câu 9 cô chọn được ý A. Chờ, ý B thì sao? Ý B cô có cụm từ là cụm từ play around. Cô có cụm từ là play around hoặc là about. Ok, with somebody something nghĩa là gì? Nghĩa là cư xử hoặc đối xử với một cái gì đó, cư xử hoặc đối xử cái gì đó theo một cách rất là bất cẩn, nghĩa là gì, là dùng cái gì đó, một cái gì đó rất là bất cẩn, nghĩa hoặc là đối xử với ai một cách rất là gọi là thiếu suy nghĩ, à, kiểu như vậy. Thế vậy cô sẽ có ý C của chúng ta là sao? Ý C có cấu trúc là bring somebody around, chợ nghĩa là gì? Nghĩa là làm cho ai đó tỉnh lại, nhá. Chợ tiếp này. Cô sẽ có, ok chị ạ, bạn có theo dõi được mấy cái phần này của cô ạ? Cái phần này của cô mở rộng ra thôi ạ. Đó ạ. Rồi cô sẽ có như sau, trong cái này thì cô sẽ có ba cụm có nghĩa, cô nói lại này. Cô có cái cụm từ là cụm từ hang around with, nghĩa là giao du với, chơi với. Còn cụm từ là cụm từ play around hoặc about with somebody something, nghĩa là đối xử với ai không tốt này, đúng không? Hoặc là cư xử hoặc là sử dụng cái gì đó một cách bất cẩn này. Cô có cụm từ là bring somebody around, nghĩa là gì? Nghĩa là làm cho ai đó tỉnh lại sau khi bị ngất đi. Như vậy thì với cái câu này, theo sắc thái nghĩa câu này thì câu 9 cô chọn được đáp án là ý A. Sau câu 9 chuyển cô sang câu số 10. Với câu số 10 cô sẽ có như sau, cô có từ at first. Ok, cô sẽ có như sau này, mở rộng ra nhá. Cô có từ at first là ban đầu. Như vậy cô có từ at last, nghĩa là lúc cuối. Như vậy cô có từ at least là tối thiểu, ít nhất. Như vậy cô có từ at most là tối đa, được không ạ? Thế cô có từ at that, nghĩa là mà lại. Nếu cô có từ at once, ngay lập tức. Thế at once bằng với cụm từ on the spot, ngay lập tức. Ok chưa? Đấy nhá, cần đấy cụm. Thì khi bạn học thì bạn sẽ học mở rộng ra cho cô. Đó ạ. Bạn nhớ cho cô như sau. Có rất nhiều bạn bảo hỏi cô rằng là em làm được bao nhiêu đề. Ví dụ bạn hỏi là ở trong cái cuốn 35 đề minh họa em có 50 đề, em làm hết cả 50 đề là em có được 9 cộng hay không? Thực ra thì cái việc mà làm được 50 đề rất là tốt, đúng không ạ? Nhưng mà cái việc là các bạn làm số lượng ấy, đúng không ạ? Số lượng thì phải đi với cái vấn đề là 50 đề đấy, các bạn phải học được cái gì từ 50 đề đấy, đúng không ạ? Chứ không phải là bạn chạy số lượng là chạy hết 50 đề đấy. Ở chỗ đây là cái cách học mà cô đang hướng dẫn với các bạn đấy chính là chúng ta trẻ nhỏ ra, chúng ta vừa ôn tập, đúng không ạ? Chứ chúng ta lại vừa gọi là củng cố lại cái phần kiến thức của chúng ta bằng cách là chúng ta chia nhỏ phân tích cái những cái phần thành phần có trong câu ra. Người cô sẽ có là ban đầu Polly và Nora làm sao không hòa hợp với nhau. Nhưng bây giờ họ đã là những người bạn, nhỡ cô sẽ có great, get better friends, những người bạn rất là tốt. Vì cô có như sau, cô có từ take on với hai nghĩa. Chứ với từ take on nghĩa là đảm nhiệm hoặc là thuê mướn. Vậy thì nó sẽ không phù hợp với ngữ cảnh câu này. Cô có cụm động từ take over nghĩa là tiếp quản hoặc chiếm đoạt, không phù hợp với nghĩa câu này. Chứ thế cô sẽ có cái anh get by thì sao? Thế cô sẽ có là get by có thể đi với giới từ on này. Chứ đi thêm với giới từ là in này. Hoặc là giới từ with something, nghĩa là xoay sở với cái gì đó, đúng không ạ? Là cố gắng để sống, làm cái gì đó, đúng không ạ? Sử dụng, đúng không ạ? Sử dụng với những cái gì mà mình có, thường là tiền hoặc là kiến thức hoặc là công cụ mình có, nghĩa là xoay sở với cái gì. Nếu cô có cái cụm từ đó là cụm từ get along, chợ bằng với cụm từ get on well. Ok, bằng với cụm từ, cô có cụm từ get along, chợ cụm từ là get along well. Chợ bằng với cụm từ get on well, nghĩa là gì? Chợ nghĩa là có mối quan hệ tốt, hòa hợp với ai. Vậy thì với câu số 10, cô chọn được đáp án là ý B. Chợ sau câu 10, chuyển cô sang câu 11. Chợ với câu số 11, chúng ta sẽ có như sau. Người ta dùng sụn cộng với nguyên dạng, đúng không? Mang chất khuyên bảo. Vậy là tôi nghĩ rằng bạn nên làm sao? Nghỉ trưa một lát đi. Chợ bạn trông giống như là... Chợ cô có từ look like. Chợ trông giống như là... Cô lại có cấu trúc là be about to do something, sắp sửa, nhỉ? Cô lại có cụm từ cố định là cụm từ for us, nghĩa là ngủ gật, nhỉ? Cô lại có cụm từ stand up là đứng dậy.
Vậy là riêng cái câu 11 này nó rất là đơn giản thôi, nhưng chúng ta học được rất là nhiều cụm, đúng không ạ? Thế này cô nói lại nhé. Người ta dùng should cộng với nguyên dạng chỉ mục để khuyên bảo, đúng không ạ? Cô có cụm từ look like trông giống như là, cấu trúc là be about to do something, sắp sửa làm gì, đúng không ạ? Cấu trúc là fall asleep, nghĩa là ngủ, ngủ gật. Yeah. Thế là cô có từ stand up là đứng dậy. Vậy thì với câu này cô có một cụm từ cố định là cụm từ take. Nhớ cụm từ này nghĩa là ngủ trưa, có một giấc ngủ ngắn. Vậy thì với câu 11 cô chọn được đáp án, cô ấy là ý C. Ok chưa? Rồi xong câu 11 chuyển cô sang câu số 12. Cận thân mến, các bạn có cần cô Trang Anh phải chia nhỏ như này ra không ạ? Thực ra những kiến thức mà cô Trang Anh chia nhỏ như này là những cái kiến thức rất là đơn giản thôi. Nếu có cần cô phải nhắc lại và chia nhỏ ra như vậy không ạ? Chợ, nếu mà không thì cô Trang Anh sẽ giảng nhanh hơn ạ. Chợ, xong rồi một chuyện cô sang câu số 12. Câu số 12 cô sẽ có cái từ sau này. Và cô sẽ có từ đó là từ prescribe. Chợ, cô sẽ có từ prescribe. Chúng ta nghĩ là gì? Kê đơn thuốc. Đúng không ạ? Này cô cấu trúc là tell somebody to something. Nhớ. Rồi cô sẽ có cái cấu trúc đó là động từ người ta dùng là tell somebody to do something. Bảo ai đó làm gì. Chứ là bây giờ các bác sĩ kê một vài đơn thuốc đúng không ạ? Và bảo cô ấy làm sao nghỉ ngơi một tuần. Với cô này em sẽ căn cứ cho cô bằng từ sau, căn cứ cho cô bằng từ rest. Chúng ta sẽ có cụm từ là cụm từ have a rest. Chợ nghỉ ngơi. Vậy cô sẽ chọn được 12 của chúng ta là ý B. Nhợ có cần chia nhỏ như này không ạ? Nếu mà chia nhỏ như này thì cô sẽ không chữa nhanh được. Nhợ nếu không chữa nhanh được thì những bạn học giỏi rồi có thấy khó chịu không? Nhá. Rồi xong câu đấy chuyển cô sang câu số 13 này. Với câu 13 sẽ căn cứ cho cô bằng từ sau là từ exhaust. Chợ cô sẽ có cái từ đó là từ. Chợ, với câu 13 cô sẽ có từ exhaust. Chợ, với từ exhaust của chúng ta nghĩa là kiệt sức, đúng không ạ? Tính từ. Trong tiếng Anh nó sẽ có một từ sau và nó rất là dễ nhầm. Nhợ cô sẽ có đó là từ exhaust. Từ Anh này cô nghĩa là toàn diện chứ không phải là kiệt sức. Nhớ này. Trong câu này cô có cái cấu trúc, người ta dùng cấu trúc đó là cấu trúc sau cộng với tính từ. Nhợ cộng với that, cộng với mệnh đề, đến lỗi mà. Nhợ, công thức của nó là chủ ngữ cộng với động từ, đúng không ạ? Cộng với sau cộng tính từ hoặc trạng từ. Nếu động từ là to be thì nó sẽ là cộng tính từ. Nếu động từ nó sẽ là trạng từ, đúng không ạ? Rồi, nó sẽ cấu trúc này nghĩa là đến nỗi mà. Nó sẽ là bằng công thức sau cộng với tính từ, cộng với động từ, cộng chủ ngữ, cộng that, cộng mệnh đề, đảo ngữ của sau that, đúng không ạ? Vậy dịch là anh ta kiệt sức, đúng không? Anh ta mệt đến mức mà anh ta ngủ thiếp đi ở bên bàn làm việc. Với câu này em sẽ căn cứ cho cô bằng từ asleep. Chợ căn cứ cho cô bằng từ asleep thì chúng ta sẽ có cụm từ của chúng ta sẽ là cụm từ fall asleep, ngủ thiếp đi. Vậy thì 13 cô chọn được ý A nhá. Rồi xong câu số 13 chuyển cho cô sang câu số 14. Dạ, với câu số 14 em sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Dạ, với câu số 14 cô sẽ có như sau, lại chia nhỏ từ vựng ra này. Câu 4 cô sẽ có từ kidney, nghĩa là gì? Thận, đúng không ạ? Thận đóng một vai trò rất là, chợ rất là làm sao đây ạ? Cô có từ đó là từ vital, đúng không ạ? Nó nghĩa là dễ là gì? Rất là quan trọng, đúng không ạ? Trong cái việc remove, cô sẽ có từ remove của chúng ta là động từ, là danh từ của từ remove, loại bỏ, mà remove lại bằng get rid of. Chợ, loại bỏ cái gì ạ? Loại bỏ những cái sản phẩm, đúng không ạ? Cái sản phẩm làm sao? Loại bỏ những cái chất ra khỏi gì ạ? Ra khỏi gì ạ? Ra khỏi blood. Cô có từ blood là máu. Vậy thì với câu này em sẽ căn cứ cho cô bằng từ role. Chúng ta có cụm từ như sau. Có cụm từ play, chợ a role, hoặc là part, chợ in something, đóng vai trò trong cái gì. 14 cô chọn được ý B. Sau bố chuyện cô sẽ câu số 15 ấy. 15 cô sẽ có là the food is ready. Thức ăn đã sẵn sàng rồi. Hãy giúp, đúng không ạ? Hãy giúp tôi dọn bàn nào. Thì với câu này bạn sẽ có như sau này. Căn cứ cho cô bằng cái cụm từ the table for. Cô có một cụm từ cố định, đó là cụm từ lay the table for, dọn bàn. Vậy thì với câu số 15 cô chọn được đáp án là ý C. Đó không ạ? Xong chưa? Xong chưa? Xong 15 chuyển cô sang câu số 16. I'm not sure, tôi không chắc được, đúng không ạ? Là tôi muốn cái vị nào, flavor vị nào. Chứ là tôi vẫn còn đang làm sao đắn đo chưa quyết định, vẫn còn đang quyết định. Thì cô có cái cụm từ như sau, đó là cụm từ make, chứ là one's mind up. Nó sẽ tương đương với cụm từ, đó là cụm từ make up one's mind. Ok, nghĩa là quyết định. Vậy thì với câu số 16, cô chọn được câu này của chúng ta là ý B. Ok chưa? Sau câu 16, chuyện cô sang câu số 17. Ok, rồi với câu 17 em sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Rồi với câu 17, cô sẽ có cái cấu trúc như sau này. Cô có cái cấu trúc, đó là cấu trúc try to do something, cố gắng làm gì. Nhớ.
Tôi cố gắng làm gương cho nhân công, à cho nhân viên của tôi, bằng cách luôn làm sao, luôn đến cái chỗ làm đúng giờ, bằng cách luôn đến chỗ làm đúng giờ. Cô sẽ có như sau này, với tức là cô có cụm từ on time là đúng giờ, tức là cô sẽ có từ reply to, trả lời mail và trả lời điện thoại một cách rất là nhanh chóng. Take care of, cô cụm từ take care nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Chăm chút tới những cái vấn đề, gì cả, để lưu tâm tới những cái vấn đề mà nó arise, phát sinh. Vậy thì với cái câu này cô sẽ có như sau này, căn cứ cho cô bằng cái cụm đó là cụm từ an example for, cô sẽ có cái cụm từ cố định như sau. Cô sẽ có cái cụm từ là cụm từ set, cô sẽ có cụm từ là cụm từ set an example for somebody, nghĩa là làm gương cho ai. Vậy thì với câu 17 cô chọn được câu này sẽ là ý C. Số 17 chuyển cô sang câu số 18. Với câu 18 căn cứ cho cô bằng từ đó từ đó là từ uninterest. Cô sẽ có như sau này, cô có cái cụm từ như sau là cụm từ have an interest in. Cô sẽ có cụm từ, anh em chúng ta có thể đọc là interest hoặc đọc là interest đều được nhé. Cô có cái cụm từ đó, cụm từ have an interest in. Cô có từ astronomy. Cô sẽ có cái từ vựng sau đó từ astronomy nghĩa là thiên văn học. Astronomy, thiên văn học. Vậy gì anh ta luôn có niềm đam mê với thiên văn học. Vậy thì với câu 18 cô chọn được ý B. Với câu 18 mở rộng ra này, cô có cái cụm từ như sau là cụm từ have an interest. Ok, interest in. Nghĩa là đam mê quái gì? Ok, bằng với cấu trúc sau. Bằng với cấu trúc là be interested. Ok, in nghĩa là đam mê, quan tâm tới cái gì. Ok, xong câu 18 chuyện cô sang câu số 19. Với câu số 19 em sẽ căn cứ cho cô bằng từ sau. Em căn cứ cho cô bằng từ là từ intention. Rồi cô sẽ có cái cấu trúc như sau. Rồi cô có cái cấu trúc đó là cấu trúc have intention of. Rồi intention of thì of doing something. Nghe này. Intention of thì doing something mà intention to thì to do something nhá. Nó sẽ bằng với cấu trúc là intend to do something, có ý định làm gì. Tôi không có ý định đi đến bước đến lễ cưới của cô ấy bởi vì tôi thực sự rất là busy, rất là bận. Vậy thì với câu này cô sẽ chọn được 19 là ý B. Ok. Chậm thôi cô ơi à. Nhưng bây giờ cô chữa nhanh rồi à? Ok, thế bây giờ lại chữa chậm nhé. Ok, chạy không kịp à? Rồi, xong câu 19 chuyện cô sang câu số 20 ạ. Với câu số 20 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Quá nhanh luôn à? Ok, tại vì cái đoạn đấy nó dễ nên cô chữa nhanh. Ok, sorry các bạn. Bây giờ cô lại quá nhanh luôn à? Rồi ok, thì bây giờ cô lại phanh lại nhá. Cô xin lỗi ạ. Rồi bây giờ cô sẽ phanh lại này. Ok chưa? Chậm thôi cô ạ. Rồi. Ok, với câu số 20 này. Với câu số 20 cô có như sau. Rồi thì bây giờ cô phanh lại nhé. Với câu số 20 cô có như sau. Cô có đó là Barry. Barry làm sao? Rất là làm sao với cái thực tế rằng anh ấy không bao giờ nghỉ một ngày nào trong cuộc đời của anh ta cả. Vậy cô sẽ có như sau. Cô có cái cấu trúc đó là cấu trúc be fond of, nghĩa là thích cái gì. Vậy đây rõ ràng là có ập nhưng mà nó lại mang nghĩa là thích cái gì nên cô sẽ không chọn ý A. Được không ạ? Thế cô sẽ có cấu trúc là cấu trúc be famous, đi với giới từ for, nổi tiếng vì cái gì. Vì nó không phải đi với ập nên cô không chọn ý B. Thế vậy cô sẽ có ý C của cô với từ eager. Được chưa? Bạn Bùi Mai Ngọc Anh thân mến, cái phần này cô Trang Anh sẽ cho vào bài tập làm thêm hàng tuần của em ấy. Thì ở nhóm, các bạn ở nhóm 8 cộng, 9 cộng, đúng không? Nhóm 7 cộng có. Đó là tuần số 13, 14. Tuần số 13, 14. À tuần 14 và tuần 15 thì cô đang cho các bạn ôn phần cụm từ. Thì tuần 16, 17 cô sẽ cho các bạn ôn. 17, 16, 17, 18, 19 cô sẽ cho bạn ôn phần này. Cô có chủ yếu của cô cả rồi nhá. Rồi tiếp này cô sẽ có ý C hay sao? Ý C cấu trúc là be proud of. Cô có cấu trúc là be proud of something hoặc doing something. Tự hào về cái gì? Tự hào làm gì? Cô cấu trúc là be proud to do something. Tự hào để làm gì? Này, cô sẽ có cấu trúc là be proud of something. Nó sẽ bằng với anh sau này. Nó sẽ bằng với cái anh đó là anh take. Ghép với từ pride in something. Tự hào về cái gì? Vậy đối với dịch là câu này căn cứ bằng giới từ hợp thì cô sẽ chọn được, không phải là A thì nó sẽ là C, đúng không ạ? Xong câu số 20 chuyển cô sang câu 21. Câu 21 là chúng ta sẽ thấy từ sau, thấy có cái từ đó là từ pride.
Vậy thì đương nhiên với cấu trúc của cô vừa viết ở trên nó sẽ đi về ý à, đúng không? Là cụm từ take pride in something, đúng không? Gì là chúng tôi tự hào là cái người cung cấp cái dịch vụ tốt nhất cho thị trấn này. Giờ sau câu 21 chuyển cô sang câu số 22. Ở chợ nói chung là các bạn ở team 7 cộng, 8 cộng, 9 cộng cô Trang Anh ấy không cần phải dục cô, nhá. Cũng không cần phải nhắc cô đâu, bởi vì là trong cái lộ trình ôn thi thì cô đã vạch cho các bạn đủ hết rồi, nhá. Đúng không? Cứ học theo đúng cái lộ trình đấy thôi. Xong câu số 21 chuyển cô sang câu AI này. Câu AI cô sẽ có như sau. Cô có chút là appreciate. Cô sẽ có chút appreciate doing something chứ không phải to do something. Thích làm gì, đánh giá cao việc làm gì. Vậy đây người ta sẽ có là to get. Vậy thì yeah của cô không phải. Yeah. Nhưng mà cô có cấu trúc là tend to do something, có xu hướng làm gì. Yeah. Nó sẽ bằng cái anh đó là anh have a tendency. Have a tendency to do something, có xu hướng làm gì. Nhưng cô cấu trúc là refuse to do something, từ chối làm gì. Rồi cô cấu trúc là agree to do something, đồng ý làm gì. Vậy thì cô sẽ thấy được là cả ba anh này cô đều đi với to cả, đúng không? Thì cô dịch như sau. Chúng ta có xu hướng, đúng không? Có những chúng ta là sao? Có xu hướng là sao đây? Có cả mùa đông lạnh này, đúng không? Mùa hè khô nóng này ở trong cái khu vực này. Vậy thì với câu này chỉ có IB được thôi chứ C với D nghĩa là từ chối với đồng ý thì không hợp lý được, đúng không ạ? Ok, chào Hân Đình Đào, hôm nay cô mới thấy em. Sau cô giới hai chuyện cô sang câu số 23. Chợ với câu số 3, từ này cô là từ tendency đấy nhá, chứ không phải từ tending đâu nhá. Đúng không ạ? Hỏi với câu số 23. Nhờ với câu số 23 cô sẽ có như sau. Chợ cô sẽ có xem nào. Chợ với câu số 23 cô phân tích cấu trúc này. Cấu trúc là be able to do something, có thể làm gì, có khả năng làm gì. Nhờ cô sẽ có động từ, đó là động từ là đạt được một cái thành tựu gì đó. Nhờ cô sẽ có từ gain là có được cái gì. Ở chợ cô có từ apply. Apply to là đăng ký. Apply to áp dụng. Apply for nộp đơn. Chợ động từ made là làm. Thì với câu này tôi có được kinh nghiệm, đúng không ạ? Khi mà chúng ta đã có được cái kinh nghiệm làm sao? Cái kinh nghiệm à, từ vựng này của chúng ta đây nhá. Cô có cái từ nhá. Cô có cái từ đó là từ interpret. Trở với từ interpret chúng ta nghĩ là gì? Nghĩa là phiên dịch nhá. Để mà có thể hiểu được gì cả. Khi mà chúng ta có kinh nghiệm phiên dịch, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể làm việc được nhanh hơn. Thì với câu này căn cứ chứ cô bằng từ experience. Cô sẽ có cái cụm từ là đạt được kinh nghiệm, nên sẽ dùng là gained. Nhờ vậy thì với câu 23 cô chọn được ý B. Sau câu số 23 chuyển cô sang câu số 24. Nhờ với câu số 24, bạn thân mến, cái cuốn này không phải cuốn 2000 đâu em ạ. Cái cuốn 2000 nó rộng hơn. Nhờ ở cái cuốn này cô là cái cuốn tủ sâu, tức là toàn bộ cái phần cụm từ cố định này sẽ là ở là những cụm từ mà có khả năng cao sẽ thi vào, nên chúng ta sẽ học tập trung lại. Cho nên học đến 2000 cụm thì rất là mỏi. Xong câu số 23 chuyển cô sang câu 24. Chợ với câu số 24 chúng ta sẽ có như sau. Học sinh phải làm một cái dự án về cái chủ đề mà do họ chọn. Thì cô sẽ có cả cụm từ này. Nhớ cô cụm từ là a topic. Chợ of their own choice. Nhớ dịch là cái chủ đề do họ chọn, tức là theo lựa chọn của họ. Thì với cái câu số 24 cô sẽ có như sau. Chợ cô sẽ có cái cụm từ là cụm từ do a project. Chợ cụm từ là do a project. Nghĩa là gì? Làm dự án. Vậy thì với câu 24, cô chọn được đáp án của câu này là ý B. Ok chưa? Xong câu 24 chuyển cô sang câu số 25. Chờ câu số 25 này, after là sau khi, significant. Dạ, đáng kể. Rồi cô sẽ có từ loss của chúng ta nghĩa là gì? Nhờ cô sẽ có cái từ đó, từ loss. Chờ với từ loss của chúng ta nghĩa là gì? Thua lỗ, đúng không ạ? Vậy là sau khi làm sao? Sau khi năm ngoái thua lỗ một cách rất là đáng kể. Thì công ty đấy bây giờ đang phải đối mặt với cái thách thức là làm sao cố gắng để mà repair, sửa chữa, đúng không ạ? Để mà lấy lại cái gì, cái reputation. Cô sẽ có cái từ đó là cái từ là reputation, là tiếng tăm, tai tiếng, đúng không ạ? Với những investor, những nhà đầu tư. Vậy thì với câu này em sẽ căn cứ cho cô bằng từ sau. Em căn cứ cho cô bằng từ challenge. Rồi căn cứ cho cô bằng từ challenge. Ok, căn cứ cho cô bằng từ challenge nhé. Rồi cô sẽ có như sau. Chúng ta có cái cụm từ cố định là cụm từ meet kết với từ the challenge, nghĩa là gì? Nghĩa là đối mặt với thách thức. Vậy thì với câu số 25 cô chọn được ý A. Số 25 chuyển cô sang câu số 26 nhá. 26 cô sẽ có từ wealth, nghĩa là gì? Nghĩa là giàu có nhá. Cô ấy giàu sang và có địa vị xã hội, đúng không ạ? Vì vậy mà xứng đáng nhận được cái gì ạ? Cái respect nhờ, cái gì ạ? Được tôn trọng nhờ. Cô sẽ có từ đó là từ command. Từ này cô ngoài nghĩa là ra lệnh ra, nghĩa là xứng đáng. Ngoài nghĩa là ra lệnh ra nhá,
Nó nghĩa là xứng đáng được nhận cái, tức là xứng đáng được được cái gì đó. Chứ bởi vì mình có những cái gì đó đặc biệt. Vậy thì là cô ta giàu sang lại có địa vị xã hội nên là được 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 tôn trọng là đương nhiên, đúng không ạ? Thì cô sẽ có như sau này. Nhờ cô sẽ thấy là căn cứ, cô có từ sau là từ social. Chợ ghép với từ standing, nhờ nghĩa là có chỗ đứng trong xã hội. Cái này thực ra rất là dễ nhớ thôi ạ. Cô có từ standing là đứng, đúng không ạ? Thì cô sẽ có từ cô sẽ có từ social ghép với từ standing, nghĩa là có chỗ đứng trong xã hội, tức là có địa vị xã hội. Vậy thì 26 cô chọn được câu này của chúng ta là ý B. Đúng không ạ? Chợ câu số 26 của chúng ta sẽ chọn đáp án là ý B. Yeah. Xong câu 26 chuyện cô sang câu số 27. Ok, nào với câu số 27, bạn đã chọn được đáp án của câu này là ý gì? Ok. Nào sau câu số 26 chuyện cô sang câu số 27. Chuyện với câu số 27 của chúng ta. Chuyện với câu số 27 cô sẽ có từ sau. Yeah. Cô sẽ có một cái từ này có thể là từ mới với em, đó là từ secular. Chuyện với cái từ đó là từ secular của chúng ta nghĩa là gì? Nghĩa là không theo tôn giáo nào cả, không thuộc tôn giáo nào cả. Chợ chúng tôi sống trong một cái xã hội, đúng không ạ? Mà làm sao? Dần dần người ta không theo một cái trường phái tôn giáo nào cả. Mà ở trong trong cái xã hội đấy, nhỡ cô có từ, đó là từ này nghĩa là tôn giáo này. Gọi trong cái xã hội đấy tôn giáo làm sao? Ngày càng ít có sức ảnh hưởng trong cuộc sống hàng ngày. Căn cứ cho cô bằng giới từ on. Nhỡ cô có từ trans đi với giới từ là in, vậy cô sẽ không chọn ý A. Nhỡ. Thế cô có ý B với từ influence đi với giới từ là on, tức ảnh hưởng. Vậy thì 27 cô chọn được ý B. Nhá. Rồi xong câu số 27 chuyển cô sang câu số 28. Dạ với câu số 28 cô sẽ có như sau. Cô cấu trúc là want to do something, muốn làm gì. Nó sẽ có như sau này. Cô có cái cấu trúc đó là cấu trúc impress. Cấu trúc là impress somebody, nghĩa gây ấn tượng ai. Nhá. Cô sẽ có cụm từ là impress somebody bằng với cấu trúc là make a good impression on somebody. Chứ nó sẽ bằng với đó là cụm từ create. Create an impression. Impression on somebody. Gây ấn tượng với ai? À, tôi muốn gây ấn tượng với Juliet. Vì vậy mà tôi đã, đúng không ạ? Tôi đã làm sao cái ban nhạc mà yêu thích của cô ấy. Thì đấy, cô sẽ có như sau. Với con em sẽ căn cứ cho cô bằng giới từ in. Nhờ, vậy thì với cái câu số 28 sẽ chọn đáp án là ý gì? Chờ với câu số 28 cô sẽ có từ absorb. Nhờ, cô sẽ có cái từ đó là từ absorb. Chợ nó sẽ đi với giới từ in nghĩa là say mê, đam mê cái gì đó. Đúng không? Rồi, xong câu 28 chuyển cô sang câu số 29. Chợ câu số 29 cô sẽ có từ fix nghĩa là gì? Chợ với từ fix nghĩa là sửa, đúng không? Cô có từ current là hiện tại. Nhưng cô có từ computer system. Cô có từ computer system, hệ thống máy tính. Và chúng ta có thể sửa cái hệ thống máy tính bây giờ, đúng chưa? Hoặc là tốt hơn để mà bắt đầu từ đầu với một cái hệ thống máy tính mới. Thì với câu này em sẽ căn cứ cho cô cái cụm từ sau là cụm từ start from. Nhờ cô sẽ có cái cụm từ như sau viết xuống đây nhé. Nhờ cô sẽ cụm từ là start. Nhờ ghép với từ from. Nhờ và ghép với từ scratch. Nhờ nghĩa là gì đấy ạ? Nghĩa là bắt đầu từ đầu đúng không ạ? Khởi lại. Nghĩa là khởi đầu. Nhờ từ này của chúng ta nghĩa là khởi đầu lại. Đúng không ạ? Vậy thì với câu này cô sẽ chọn được đáp án là ý C. Nhờ cụm từ đó là cụm từ start from scratch. Ok. Rồi xong câu đấy chuyển cho cô sang. Xong câu đấy chuyển cho cô sang với câu số 30. Giờ chúng ta phải cần có password, phải có mật khẩu thì mới truy cập được vào computer system, hệ thống máy tính này. Giờ cô sẽ có như sau, cả cụm từ này cô có từ get. Get với từ đó là từ access, nghĩa là gì? Truy cập vào đâu? Giờ tiếp cận với đâu? Vì cô sẽ chọn được câu 30 của chúng ta là ý D. Ok chưa? Câu 30 của chúng ta là ý D. Ok không ạ? Rồi, xong câu số 30, chuyển cho cô sang câu số 31. Chờ chúng ta cố cho cô lốt câu 31 cho nó hết trang này nha. Chờ với cái câu số 31 chúng ta sẽ có như sau. Cô biết đây chúng ta đỡ phải sang trang này. Chờ cô sẽ có ý A của cô với cái từ. Chờ ý A của cô đó, cô sẽ có ý A với cái từ. Nhận đó là từ absorb. Nhờ cố cho cô cái câu 31 để chúng ta đỡ phải, chúng ta cho nó trọn vẹn bài hôm nay của chúng ta này. Buổi sau mình sang trang mới cho nó tươi mới này. Đúng không? Rồi và ý D của chúng ta với từ đó là từ addicted. Ok, addicted. Thì cô sẽ có là như là sao? Cô có addicted với cấu trúc là be addicted đi với giới từ to nghiện cái gì. Và ý D của chúng ta không phải. Đúng không? Thì cô sẽ có từ took in nghĩa là hiểu. Nhờ ngoài nghĩa hiểu ra nghĩa là lừa gạt. Vậy thì không phải.
Vậy là Simon làm sao say mê cái cuốn sách đến mức mà anh ta không chú ý thì tôi bước vào. Trong này cô sẽ có cái anh đó là cái anh somebody doing something, đúng không? Cô có cái anh này, cô đằng sau nó sẽ cộng với verb nguyên dạng do something hoặc là doing something, trông thấy ai đó đã làm gì, đang làm gì. Thế với câu này có giới từ in giống như cấu trúc mà cô viết ở trên này thì cô sẽ chọn được câu mốt của chúng ta là ER. Ok chưa? Ok các bạn thân mến, vậy là buổi hỗ trợ của cô Trang Anh đến đây là hết. Nếu không có gì thay đổi thì sáng mai chúng ta sẽ học phần cụm động từ. Nói chung là buổi sáng cô đang chạy hai chương trình, đó là chương trình về cụm từ cố định và chương trình về cụm động từ. Khi nào chúng ta hết hai chương trình này chúng ta sẽ chuyển sang chương trình khác nhé. Ok các bạn thân mến, vậy là buổi hỗ trợ của cô Trang Anh đến đây là hết. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tối nay nhé.